hoan hỷ chào mừng quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, cầu Phật Phật độ. Chúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, đúng trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch 2024. Tuổi Hợi hiền lương sống thật thà, chân thành chất phát vốn ôn hòa, khoan dung an phận hay nhường nhịn, nhẹ dạ cả tin ít nghĩ xa. Không thích bon chen ưa học hỏi, dốc lòng giúp bạn chẳng gian tà, tin theo số mệnh không tham vọng, thích được thanh nhàn tình thiết tha. Quý anh chị tuổi Quý Hợi thân mến, trải qua bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời, Quý Hợi cũng đã bước sang tuổi trung niên của cuộc đời. Người ta nói thanh xuân là quãng đời đẹp nhất của con người, nhưng trung niên mới là khoảng thời gian hạnh phúc và an yên nhất nếu bạn có thể hiểu rõ nhân sinh đến. Tuổi trung niên, không cần ngưỡng mộ thành công của người khác, vì khi đó ta đều biết rằng người khác cũng đã phải khó khăn vất vả như thế nào. Để có được thành tựu ấy, cũng không cần ngưỡng mộ tự do của ai đó, vì người ta cũng đã bỏ ra công sức để tạo ra giá trị, từ đó có được tự do tài chính của mình. Đi gần nửa đời người, đàn ông lúc này đã phải biết gánh vác mọi việc, nam nhi có thể không đẹp trai, có thể hơi bừa bộn, đôi khi có chút yếu lòng, nhưng không thể không biết đảm đương trách nhiệm, là đàn ông, cả đời nên biết sống khoan dung rộng lượng, tha mình chịu khổ một chút cũng phải lo được vợ con trong gia đình. Một người đàn ông cần có tinh thần nhẫn nại chịu khổ, không cần quá chú ý người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần không phụ bản thân và người nhà là được rồi. Đàn ông đừng để đến khi người nhà cần đến mình lại không thể hiện được khả năng gánh vác, lúc ấy khuôn mặt đầy sự hổ thẹn, toàn thân bất lực, trong tâm hối tiếc không nguôi. Còn phụ nữ thì sao? Dù bên cạnh đã có người đàn ông biết gánh vác, người phụ nữ vẫn nên độc lập, thân là nữ nhi có thể điệu đà, cũng có thể yêu kiều, có sự mềm mại nhún nhường. Nhưng không thể không có tính độc lập, một đời phụ nữ nên sống tự tin, có chính kiến và là điểm tựa của chồng khi cần, không phải nói đàn ông gánh vác thì luôn phải đúng đắn và sáng suốt. Có người phụ nữ hiểu chuyện, khiêm nhường ở bên là để làm gì chứ, chẳng phải là để làm hậu phương vững chắc cho chồng hay sao? Người phụ nữ có thể ôn nhu, dịu dàng, nhưng không phải là thân cây leo, không thể đứng một mình, không biết đúng sai, không thể giúp chồng suy nghĩ đúng đắn trong hoàn cảnh khó khăn. Đời người có thể không như ý, cuộc sống có thể không nhàn nhã, nhưng chúng ta có thể nỗ lực, có thể cố gắng, khiến người nhà sống được thoải mái, khiến mình sống được thuận tâm. Một người phụ nữ cần có sự tự lập, để mỗi ngày không phải xem sắc mặt suy xét của người khác đối với mình mà hành xử, ví như khi hôn nhân không hạnh phúc, phải khăn gói ra đi. Đường ai nấy bước, nếu như người phụ nữ không thể tự lập thì thật đáng hối tiếc, chẳng phải thời gian trước đó mình đã trở thành một bình hoa di động quá lâu rồi đó sao? Phụ nữ không nên chỉ biết thút thít nỉ non, như thế chỉ làm phiền người khác, chứ không giải quyết được vấn đề. Làm thật tốt chức trách của mình chính là đã khiến mọi người tôn trọng mình rồi. Trên thế giới này không có ai suốt đời nhàn nhã, cũng không có gì là trường cửu bất biến, để không phải rơi nước mắt một cách đau khổ. Chi bằng không ngừng yêu cầu bản thân gia tăng ý chí, sức mạnh, để không phải than vãn thở dài. Chi bằng không ngừng hứa với bản thân phải hăng hái tiến lên, dựa vào núi núi đổ. Dựa người người đi, dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ có thể dựa vào bản thân mới có thể có cuộc sống tốt đẹp, mới có thể thành tựu chính mình. Bước sang tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nhờ đức năng thắng số, sống đời thiện lương, ngay thẳng mà được ơn trên soi tỏ. Thần tài tìm đến ban lộc, làm đâu thắng đấy, chúng lớn giàu to,
ôm tiền tỉ nhét, chặt két, trả sạch nợ nần một bước đổi đời nếu biết và làm ngay điều này. Vậy, cụ thể chi tiết vận trình của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 sẽ ra sao, bản mệnh sẽ gặp những vận may gì, có gặp phải vận hạn gì trong 3 tháng này hay không, và cách hóa giải cụ thể như thế nào, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong video dưới đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, sẽ là phần tính cách vận mệnh của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Cuộc sống đôi khi như một cuộc học hỏi, khiến con người chúng ta luôn phải nghĩ ngợi, luôn phải bon chen, lao động hăng say và thật nhiều cố gắng. Cũng giống như trong trường học, cuộc học hỏi trong trường đời cũng có phần thi cử, có phần rèn luyện, có kỳ nghỉ hè an yên, cũng có lúc nhẹ nhàng mà trau dồi kiến thức. Là một Quý Hợi chân chính thì năm nay ắt sẽ không nhàn. Đây là năm của sự đổi thay, năm của sự vần xoay, năm của vô vàn những bài kiểm tra cuộc đời sẽ mang tới. Nó thử thách khả năng xử lý tình huống của Quý Hợi, nó thử thách khả năng chịu đựng áp lực của Quý Hợi, nó sẽ đưa ra các lựa chọn giữa những ngã rẽ trong cuộc đời Quý Hợi. Và cũng là lúc Quý Hợi bắt đầu chính thức bước vào sân chơi rộng lớn trong cuộc đời của chính mình. Vậy mấy năm trước chỉ là nháp, không phải thế. Nó là sự chuẩn bị cho chuỗi những sự kiện liên quan bền chặt với nhau trong những năm tháng suốt sau này, là năm của sự đổi thay, cũng là năm của sự hạn chế vận may. Nửa đầu 2024 của Quý Hợi là một khoảng thời gian không quá nhiều thuận lợi. Nó là năm của sự phá rồi lại lập, mất rồi lại được. Nó là năm cái sự thụ động của con heo, Quý Hợi bị đánh tan thành từng mảnh, bắt họ phải đưa ra những lựa chọn, đưa ra những quyết định, dù muốn dù không, dù khó dù đau, một cuộc trải nghiệm phong phú đến tột cùng của tạo hóa, để rèn ngọn lửa trong Quý Hợi lớn mạnh và ẩn tàng nhiều khát khao hơn. Quý Hợi vốn không thích sự ràng buộc trách nhiệm, đây không hẳn là sự vô trách nhiệm, mà vì Quý Hợi biết, nếu giao cho họ một trách nhiệm gì đó, với bản tính cầu toàn của bản thân, họ sẽ truy cầu sự tận tâm hoàn mỹ. Nhưng 2024 này là năm của trách nhiệm, năm của ánh sáng, năm của một cuộc thi cử lớn trong cuộc đời Quý Hợi, để xô đẩy họ ra những vị trí đúng với mệnh duyên của chính mình. Viết những dòng này tại đây để cho Quý Hợi hiểu, bài kiểm tra nửa năm qua của họ đã qua rồi, hết kỳ 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm này. Là một kỳ trăng mật của Quý Hợi, nó là tháng của sự nghỉ ngơi, tháng của sự may mắn, tháng của sự an yên và tháng của những khoảng thời gian. Ta tổng kết lại toàn bộ những gì mình đã trải trong suốt nửa đầu năm 2024 vừa rồi, vậy nên hãy trân quý khoảng thời gian dễ thở này để tận dụng mà chuẩn bị cho kỳ 2 cũng cận kề. Vì bài kiểm tra kỳ 2 cũng là kỳ tổng kết của Quý Hợi phải đến tháng 10 âm mới chính thức hạ màn. Nói đến đây không phải để Quý Hợi ngồi chán nản hay gieo những điều tiêu cực. Tuổi nào cũng có những giai đoạn như vậy trong cuộc đời. Một năm 365 ngày loay hoay, một năm 13 tháng chỉ được 1-3 tháng nghỉ ngơi đẹp trời. Điều này được cài cắm trong tất cả những mệnh căn và mệnh số, vì con người ta sẽ học từ những nỗi đau, thử thách nhiều hơn từ sự hạnh phúc và hanh thông. Nên đấy là lý do ai cũng sẽ có một đoạn thăng trầm của nhân sinh, mỏi mệt của chính mình, để ngộ và lớn mạnh khả năng. Đã là bài kiểm tra thì không ai giúp được bạn, trừ chính bản thân bạn, nên đừng trông vào việc sẽ có ai cứu mình, cũng đừng chờ vào vận may hay những thủ đoạn vô hình có thể đỡ đần cho bản thân. Ngoài việc kiên cường mà tiến, bền bỉ mà chiến, gan lì mà triển thì chẳng có cách nào giúp cho mọi việc được thuận lợi hơn đâu. Nên đây chỉ là đôi lời nhắn nhủ, đôi lời chia sẻ, đôi lời dặn dò cho Quý Hợi để bạn tự đọc, tự vấn, tự ngẫm và lại giải bài kiểm tra của cuộc đời mình. 1. Trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội. Tức thử thách được đặt ra luôn phù hợp trong khả năng của bản thân bạn, dù bạn có thấy cùng cực đến đâu, mỏi mệt ra sao, chán nản đến thế nào, thì cứ nhớ và cứ tin, bạn sẽ làm được và mọi chuyện rồi sẽ ổn an. 2. Đừng ngại hỏi sự tư vấn của người thân, đừng ngại nhờ sự chung tay của người ngoài, đừng giữ lại trong lòng mình những chần chờ vu vơ. Giờ là lúc tận dụng tối đa những gì bạn có, những mối quan hệ mà bạn xây, những sự tin yêu mà bạn đã dày công gây dựng. 3. Hạn luôn giả dạng dưới định dạng cơ hội, nên đừng quá tham mà trông chờ quá lắm. Chân tiểu nhân luôn hóa thân thành ngụy quân tử, nên hãy cẩn trọng tất cả những người không thật sự chi giao. 4. Năm nay là năm của kiểm tra, cũng là năm của sự sàng lọc quan hệ, năm của người đến người đi, nên đừng quá phiền lòng. Bạn là cột xương sống của cuộc đời bạn, là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết quả bản thân, nên cứ để cho dàn nhân vật phụ thay máu. Đau đấy, buồn đấy, nhưng có một câu nói nổi tiếng như thế này, rằng đừng quá quan tâm đến những người mà mệnh số đã mang đi khỏi cuộc sống của bạn. Vì các bậc thần linh đã nghe thấy những điều mà bạn không thể nghe, đã thấy những việc mà người ta làm mà bạn không thể thấy, nên các bậc thần linh loại bỏ họ khỏi cuộc sống của bạn, để cho đỡ những mệt mỏi suy tư suốt năm tháng dài kỳ. Vạn sự hãy để tùy duyên,
đừng quá muộn phiền Quý Hợi nhé. Vâng anh chị tuổi Quý Hợi thân mến, đời người là kiếp vô thường, tuổi trẻ đang còn là buổi sáng, mà qua đến trung niên thì đã là chưa ngả sang chiều. Tuổi trung niên là lúc người ta chín muồi nhất cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng cũng là lúc toan về già, lúc người ta có nhiều tâm sự nhất. Người có hạnh phúc hay không nhìn tình trạng của họ ở tuổi trung niên là có thể biết được. Về cơ bản, ta có thể hình dung cảnh giới mà một người cần đạt tới khi bước qua tuổi trung niên nằm ở hai chữ này. Chữ thứ nhất, độ, ý chí có độ rộng lớn, ý chí rộng lớn, lớn đến mức có thể tung hoành trong thiên hạ. Bạn bè giao thiệp rộng khắp năm sông bốn bể, nhỏ đến không so đo được mất cá nhân, không để ý tới lời đồn đại hay đàm tiếu. Sau tuổi trung niên, cần phải có sự rộng lượng, tấm lòng rộng lớn, khi đó trước mắt chúng ta là một thế giới tốt đẹp, khiến chúng ta vui vẻ hạnh phúc. Nói chuyện có độ vừa phải, im lặng là vàng là một câu danh ngôn, họa là từ miệng mà ra, cũng là câu mà mọi người biết rõ. Những câu này đã nói rất rõ ràng minh bạch rằng, nói nhiều thì mất, cho nên nói chuyện nhất định phải có độ, tức là ở mức độ vừa phải, thích hợp, không nên cái gì cũng nói. Người sau tuổi trung niên, nói chuyện cần phải vừa phải, như vậy mới có thể tránh được hậu quả không đáng có, cũng có thể giúp mình trở thành một người được người khác tôn trọng. Đọc sách có độ dày, đọc sách phải có độ dày, ở đây độ dày không phải là về số lượng, mà là về nội dung và chất lượng, cho dù là tiểu thuyết hay là một bài văn ngắn. Sau khi đọc xong thì cuốn sách đó phải có thể dẫn dắt tâm linh, khích lệ con người hướng thiện, hoặc là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giúp con người rút ra được bài học nhân sinh và triết lý. Người sau tuổi trung niên cần phải có những cuốn sách chất lượng, chúng ta nghiêm túc đọc chúng sẽ mang lại cho cuộc sống nhiều điều thú vị. Tầm nhìn có độ rộng, đứng ở chỗ cao thì thấy được càng xa, suy nghĩ nhiều, nhìn không xa, cho dù là việc mình làm hay người khác làm đều đứng xa để nhìn, thì sẽ nhìn được một cách thấu đáo. Đến tuổi trung niên, tầm mắt chúng ta phải có độ rộng, đứng được cao, nhìn thấy xa, nghĩ tưởng ít đi, so đo ít đi, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến bên cạnh chúng ta. Thọ mệnh có độ dài, muốn kéo dài tuổi thọ, muốn thân thể khỏe mạnh cường tráng, cần phải từ bỏ những thói hư tật xấu, tạo nếp sống lành mạnh, mặt khác còn phải có tâm tính tốt, không nóng không vội, không lo không buồn chán, không tranh không đấu. Sau tuổi trung niên, cần phải chú trọng chăm sóc chính bản thân mình, sống lâu thêm nhiều năm mới có thể có thời gian trải nghiệm những niềm vui trong cuộc sống. Tình cảm có độ ấm, vì gia đình mà tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tối ngon miệng, nói với bạn bè một lời chúc phúc, tặng cho người bạn đời một món quà nhỏ, đều có thể khiến cho các mối quan hệ tình cảm trở nên ấm áp. Sau tuổi trung niên, chúng ta có nhiều thời gian và tinh lực để làm việc và giữ gìn tình cảm trong cuộc sống, có thể khiến cho tình cảm thêm ấm áp, có như vậy thì cuộc sống càng thêm hạnh phúc và ấm cúng. Tâm tính có độ cao, tâm tính của một người quyết định tầng thứ của người đó, tâm tính thăng tiến còn chân quý hơn cả vàng. Nếu như không có tâm tính chính diện tích cực, cả ngày tiêu cực phàn nàn, lo được lo mất, chỉ biết lợi ích của riêng mình thì sống như vậy quả thật rất mệt mỏi. Tâm tính như thế nào sẽ quyết định cuộc sống đồng dạng như vậy. Sau khi về hưu, bảo trì tâm tính cao trong cuộc sống thì trong nội tâm sẽ khoan khoái dễ chịu hơn rất nhiều. Cuộc sống cần có nhiệt độ. Trong cuộc sống nếu chúng ta nỗ lực nhiệt tình thì sẽ luôn có cảm giác mới mẻ. Làm cho cuộc sống có nhiệt huyết là điều rất trọng yếu, chính là lòng nhiệt thành yêu cuộc sống. Sau tuổi trung niên, chỉ cần chúng ta dụng tâm nhiệt tình yêu cuộc sống, dụng tâm cảm nhận hạnh phúc, thì chúng ta có thể lấy một trái tim biết ơn để cảm ngộ hết thảy mọi điều tốt đẹp. Chữ thứ hai, buông, có một loại trí tuệ gọi là buông, có một số sự tình cần phải buông tâm đi, mỗi trái tim đều có chỗ giới hạn, không thể mãi canh cánh trong lòng. Buông cần phải cởi trói trái tim mình, sau tuổi trung niên, chúng ta cần phải buông bỏ gánh nặng, chạy về phía sinh mệnh mới, buông quá khứ, mở ra một cuộc sống mới. Có loại tâm tính gọi là quan nhân sinh, khó khăn nhất là có được loại tâm thái tốt đẹp này, tiêu bớt u sầu, sẵn sàng làm việc, bình thản nhiều hơn một chút, ôn hòa nhiều hơn cuộc sống ắt sẽ có nắng mặt trời. Sau tuổi trung niên, cuộc sống thường hay nội tâm, chỉ có mỉm cười trong thời điểm này là tốt nhất. Có một loại thiện đãi gọi là buông tay, bạn vĩnh viễn không cách nào làm thay được cho con cái, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc chúng cả đời, vậy nên cần phải biết buông tay, con cháu là đều có cái phúc của con cháu, chúng cũng có con đường nhân sinh của riêng mình, việc gì cũng ôm làm, chẳng những mệt mỏi chính bản thân mình, mà còn gây hại cho con cháu. Sau tuổi trung niên, biết buông tay đúng lúc thì đối với con cái là một loại tín nhiệm, còn đối với chính mình là một loại thiện đãi. Có một loại biểu đạt gọi là lên tiếng, cuộc sống tràn ngập hỉ nộ ái ố, khi thích hợp với loại cảm xúc nào thì muốn lên tiếng. Lên tiếng đối với thể xác và tinh thần là một loại gột rửa, là một lần linh hồn tự do biểu hiện ra, phá lên cười có thể khiến cho tâm tình con người vui sướng, buồn giận biến mất, cười giải ngàn nỗi lo.
có một loại khoái hoạt gọi là phóng khoáng. Muốn tâm trạng vui vẻ cần phải phóng khoáng. Đối với chuyện của con cháu thì ít quản mới tốt, yên tâm hưởng niềm vui thú tuổi già mới có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng, mà là đem thể xác và tinh thần điều chỉnh đến cảnh giới yên tĩnh khoái hoạt. Có một loại xử thế gọi là buông bỏ, có nhiều thứ đã mất đi rồi thì cũng đừng nên chấp nhất, mà hãy coi như thành phẩm đó không thuộc về bạn. Hơn nữa, hãy tin rằng cái gì của mình thì cuối cùng sẽ quay về với mình. Có câu nói rằng, nếu như bạn vì đánh mất mặt trời và mặt trăng mà khóc lóc nỉ non, thì bạn cũng sẽ đánh mất những vì sao. Vậy nên, sau tuổi về hưu, chúng ta cần phải biết buông bỏ, có như vậy chúng ta mới không để lỡ mất những điều tốt đẹp. Có một loại nhẹ nhõm gọi là buông tâm, bạn đến lúc tuổi già muốn đi đến nơi nào đó, muốn ăn chút gì đó, cũng không muốn không nỡ, kỳ thực là đang tự lưu đày chính mình, khổ cực hơn nửa đời người. Sau khi về hưu thừa dịp có thể buông tâm mà thỏa thích đi đâu đó, làm những điều mình yêu thích, làm được như vậy niềm vui sẽ đến mỗi ngày. Có một loại tự tại gọi là yên tâm, trong cuộc sống đối đãi với tất cả mọi việc đều tận tâm, thì ắt sẽ có thể tiêu diêu tự tại, đi qua nhân sinh mưa gió và thập niên, trải qua cay đắng ngọt bùi chốn nhân gian, có thể thành khẩn thẳng thắn, không làm chuyện trái với lương tâm, không hổ thẹn với tâm mình, nhất định sẽ trở thành một lão niên hạnh phúc. Tiếp theo sẽ là luận giải chi tiết tử vi tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xét tử vi sự nghiệp tháng 6, tháng 7 âm lịch. Trong tháng 6, tháng 7 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có những bước tiến đáng kể, công việc được thuận lợi suôn sẻ, khiến cho tinh thần của Quý Hợi khá vui tươi và thoải mái. Được cục diện nhị hợp che chở, điều này ý chỉ rằng bạn sẽ có quý nhân soi đường chỉ lối nâng đỡ, vận trình việc lớn nhỏ gì cũng đều đạt được thành quả như ý muốn. Chính vì vậy nếu như quý anh chị tuổi Quý Hợi có ý định hoặc dự án nào quan trọng thì hãy thực hiện ngay trong tháng đầu tiên của năm mới, sẽ may mắn và dễ dàng thành công hơn rất nhiều quý anh chị nhé. Có thể nói rằng, tháng riêng tháng đầu tiên của năm mọi người vẫn luôn quan niệm ăn chơi hội hè, nhưng đối với tuổi Quý Hợi bạn đã hiểu được cơ hội không phải lúc nào cũng có, nên đã sẵn sàng tận dụng cơ hội dành cho bản thân mình. Nhờ vào sự cố gắng và chăm chỉ này, tuổi Quý Hợi cũng đã bắt đầu có cơ hội để thăng tiến. Bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Với khả năng ứng biến linh hoạt, bạn nhất định sẽ gây được sự chú ý nhất định. Căn bản là bạn dám chấp nhận thử thách bản thân mình và luôn kiên trì theo bám mục tiêu đến cùng hay không mà thôi. Tử vi tài lộc tháng 6, tháng 7 âm lịch. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi trong tháng này thấy rằng bạn có nhiều nguồn tiền đổ về túi của mình. Không chỉ từ nghề công việc chính mà các khoản đầu tư hay nghề tay trái cũng đem về rất nhiều tiền bạc trong tháng này. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, khiến tinh thần người tuổi Quý Hợi càng thêm vui vẻ thoải mái, từ đó cũng ra những quyết định táo bạo hơn, đem về lợi nhuận cũng tương xứng với năng lực của bản thân. Với đà phát triển thuận lợi như vậy, người tuổi Quý Hợi có thể thực hiện các kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tuy trong quá trình thực hiện sẽ không tránh được những rủi ro, nhưng mọi vấn đề đều được quý nhân tương trợ mà nhanh chóng được giải quyết êm xuôi. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải chú ý, cho dù tài chính đang dồi dào, nhưng nếu như bạn không xây dựng cho mình kế hoạch chi tiêu cụ thể, thì nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm tàng, nên bạn đừng dùng tiền chi tiêu cho những khoản không đáng. Tử vi tình duyên tháng 6, tháng 7 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Quý Hợi trong tháng đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển biến tích cực, sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp bạn đón nhiều yên vui về tình cảm, đặc biệt là nữ mệnh, mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ, thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng sẽ qua. Tháng này, sao Nhất Bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc, nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Xét tử vi sức khỏe tháng 6, tháng 7 âm lịch. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh ở tuổi Quý Hợi báo hiệu một vài vấn đề không thể chủ quan với sức khỏe của mình quý anh chị nhé. Sức đề kháng của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, bạn dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa, bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Khi ra ngoài, nhất là xuất hành xa nên đi đứng thận trọng, đề phòng tai nạn xe cộ, họa huyết quang, cũng nên hạn chế việc sử dụng quá nhiều rượu bia quý vị nhé. Tử vi tháng 8 âm lịch.
Xét tử vi sự nghiệp tháng 8 âm lịch. Bước sang tháng này, vận trình sự nghiệp của Quý Hợi có thăng có trầm, sẽ có lúc bạn được chính quan nâng đỡ, công việc dễ bề đạt được thành công, nhưng cũng có những lúc bạn lại bị hung tinh nhập mệnh, khiến công việc đang tiến hành suôn sẻ lại xảy ra sai sót, không chú ý thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường, khó bề khắc phục. Ngoài ra, thiên cầu hung tinh cũng cảnh báo rằng bạn sẽ có kẻ tiểu nhân rình rập nhằm chờ lúc bạn mắc sai lầm mà ra tay hãm hại, nhằm đoạt công chuộc lợi hoặc làm mất uy tín hình ảnh của bạn với mọi người. Tháng này tuổi Quý Hợi cần phải thận trọng trong các công việc của mình nhé. Những người lạ hoặc người không đáng tin cậy tốt nhất bạn không nên tiếp xúc, tránh mang họa vào người. Ngoài ra, các dự án đầu tư bạn cũng cần thời gian nghiên cứu cho kỹ, xét từng khía cạnh, xem mức độ rủi ro rồi hãy quyết định đầu tư, như vậy sẽ đảm bảo được túi tiền của bạn luôn được an toàn. Để gia tăng may mắn cho mình, quý anh chị có thể tham khảo đặt vật phẩm phong thủy tháp văn xương trên bàn làm việc hay phòng làm việc của mình, vị trí đặt là ở góc Tây Nam để phát huy tác dụng tốt nhất quý anh chị nhé. Xét tử vi tài lộc tháng 8 âm lịch. Bước sang tháng 8 âm lịch, do ảnh hưởng của hung tinh, công việc không ổn định nên tình hình tài chính cũng có chút biến động. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, bạn dễ tin người nên có thể mang tiền bạc tài sản của mình đi đầu tư vào những dự án không thực tế hay còn gọi là dự án ảo. Ngoài ra, sẽ có những kẻ đến hỏi vay mượn tiền bạc mà không thấy có cơ hội để trả lại cho bạn, nhưng sự việc như vậy cũng khiến cho túi tiền của bạn bị hao hụt khá nhiều. Quý Hợi hãy tỉnh táo cân nhắc xem các tình huống cụ thể như thế nào rồi hãy quyết định nhé. Công việc khó khăn gặp nhiều trở ngại, điều Quý Hợi cần làm lúc này là hãy suy xét vấn đề, tìm ra nguyên nhân và tìm cách khắc phục tình thế hiện tại. Chỉ có không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ của mình thì tài lộc từ đó mới có thể dồi dào thêm được. Ngoài ra, nếu như muốn đầu tư vào thị trường nào đó, Quý Hợi hãy dành thời gian nghiên cứu về nó, như vậy mới giảm được rủi ro mất mát tiền bạc. Hãy đầu tư thông minh với túi tiền của mình quý anh chị nhé. Tử vi tình duyên tháng 8 âm lịch. Trong tháng có tam hợp cục che chở, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ êm đềm như ý muốn, những mâu thuẫn, giận hờn trước đó dần tan biến hết. Con giáp này đã học được cách để tìm ra được điểm chung giữa hai người, để đôi bên cùng nhìn vào đó mà cố gắng gìn giữ hạnh phúc thuộc về mình. Có tam hợp cục chỉ lối dẫn đường, người độc thân sẽ không còn cảm thấy hoang mang, u mê khi không biết phải chọn người như thế nào cho phù hợp, định mệnh tình yêu sẽ đến bên bạn. Bạn cần phải mạnh mẽ và quyết đoán để đến với tình yêu của mình. Nếu bạn cứ mãi chần chừ do dự thì e rằng chẳng được bao lâu sẽ khiến cho đối phương cảm thấy nản lòng. Xét tử vi sức khỏe tháng 8 âm lịch. Hãy cố gắng duy trì tốt việc luyện tập thể dục thể thao, ngoài ra, sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi điều độ, đảm bảo tinh thần luôn vui vẻ thoải mái. Khi có mâu thuẫn xích mích chuyện gia đình, hai bạn cũng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau để tìm hướng giải quyết, không nên giữ trong lòng gây ra tình trạng stress, mệt mỏi, uể oải, làm việc không tập trung quý anh chị nhé. Chúc quý anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc và thuận lợi trong cuộc sống của mình. Vâng, anh chị tuổi Quý Hợi thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch hoặc dương lịch của mình. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.